Chào mừng anh chị trở lại với bên Auto 62 ô tô gầm cao Hà Nội với địa chỉ kinh doanh bên em là 99 Trương Quốc Doanh, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội anh chị nha. Và em Ba Trường đại diện bán hàng bên Auto 62. Hôm nay sẽ lên toàn bộ những chiếc xe đang bày bán bên em để gửi tới quý anh chị tham khảo qua màn ảnh. Và đợt này thì bên em về được một dàn xe siêu lướt để gửi tới quý anh chị tham khảo anh chị nha. Đó là những mẫu xe gầm cao và những mẫu xe 2022, 2023 chỉ chạy mấy nghìn km thôi anh chị nhá. Thì mời anh chị đi vào chi tiết từng chiếc xe để anh chị tham khảo từng chiếc xe anh chị nhá. Với một chiếc xe đầu tiên, từ 2016 đến năm nay thì cũng là một khoảng thời gian khá dài, nhưng chiếc xe chỉ lăn bánh được hơn 6 vạn km. Đó là một chiếc xe Sorento bản full xăng, với ngoại thất màu trắng và nội thất màu kem. Một chiếc xe chỉ chạy hơn 6 vạn km, rất là mới anh chị nhá. Chào bán đang hơn, bên em đang là nhô 600 một chút, một mức giá khá yêu thương cho một chiếc xe gầm cao 7 chỗ của nhà sản xuất Kia. Và đến là một chiếc xe siêu siêu lướt và là đang là siêu siêu hot trên thị trường anh chị nhá. Đó là một chiếc xe của hãng Ford Everest với năm sản xuất 2023, xe lăn bánh đúng 6.000 km zin, mang biển số gốc Hà Nội anh chị nhá. Ngoại thất màu đỏ cam và nội thất màu đen, một chiếc xe sơn zin 100% và mọi cái là còn không khác gì một chiếc xe chưa lăn bánh anh chị nha, mà anh chị đỡ được khoảng gần 200 triệu thì là một sự lựa chọn khá là tuyệt vời cho những chiếc xe lướt anh chị nhá. Đó là một chiếc xe Ford Everest sản xuất 23 bản Titanium một cầu anh chị nhá. Lại là một chiếc siêu siêu lướt của nhà sản xuất Mitsubishi. Đó là một chiếc xe Mitsubishi Xpander với năm sản xuất 2022, mang form dáng của 2023 rồi anh chị nhé. Và đăng ký lăn bánh 23, xe chạy đúng 9.000 km zin. Một chiếc xe siêu siêu lướt và đang chào bán bên em với mức giá loanh quanh chỉ nhô 600 một chút. Một mức giá khá tốt cho một chiếc xe Xpander siêu lướt anh chị nhé. Và đây cũng là một chiếc xe rất là hot trong phân khúc sedan anh chị nhé. Đó là một chiếc xe của Hyundai, đó là Hyundai Elantra với năm sản xuất 2021 bản 2.0 GLS. Chiếc xe lăn bánh được 4 vạn km, ngoại thất màu trắng và nội thất màu kem. Một chiếc xe rất là mới anh chị nhé, sơn zin còn gần như cả xe. Và chiếc xe này thì được chủ cũ độ lên quá là trời nhiều đồ luôn anh chị nhé. Cam hành trình cam 360, màn hình Android, loa súp hay là những giải đèn LED xung quanh bên trong nội thất và dán kính giải sàn, rất là nhiều những option đã được chủ cũ độ lên chiếc xe này. Một chiếc xe mà quý anh chị mua về sẽ được sử dụng rất là nhiều những option hiện đại anh chị nhé. Và toàn bộ những chiếc xe mà em Trường đang review và sẽ lên sóng nốt thì đều được cam kết bằng văn bản giấy tờ là không đâm va, không ngập nước, máy móc keo chỉ, mọi chi tiết trên xe là nguyên bản theo nhà sản xuất và còn nguyên lịch bảo hành hãng anh chị nhé. Tất cả những xe này đều là full lịch sử hãng và đều còn được bảo hành của nhà sản xuất và đều được hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến 70% tổng giá trị xe. Nếu như anh chị có nhu cầu mua qua ngân hàng anh chị nhé, hãy liên hệ trực tiếp với em Trường theo số điện thoại trên màn hình anh chị nhé. Và bây giờ mời anh chị đi vào bên trong để chúng ta trải nghiệm nốt những mẫu xe đang được bày bán bên em. Tiếp theo đến là một chiếc xe 7 chỗ gầm cao của nhà sản xuất Hyundai. Đó là một chiếc xe Hyundai Santa Fe với chiếc này là sản xuất 20 bản Premium full xăng anh chị nhé. Xe lăn bánh hơn 4 vạn km một chút, có ngoại thất màu trắng và nội thất là ghế da hai màu. Thì bản full là bản premium, là bản cao cấp nhất rồi anh chị nhé. Thì chào bán bên em với mức giá loanh quanh hơn 800 một chút anh chị nhé. Đây lại là một chiếc xe siêu siêu lướt vừa về tới cửa hàng anh chị nhé. Đó là một chiếc xe Territory của nhà sản xuất Ford. Năm sản xuất 2023, xe lăn bánh đúng 4.000 km zin anh chị nhé. Ngoại thất màu đen và nội thất là ghế da lộn hai màu. Chiếc xe này thì thật sự là quá quá mới anh chị nhé. Và với thiết cơ mới của nhà sản xuất thì chiếc xe rất rất là hiện đại, với rất là nhiều những tính năng option và những tính năng an toàn được trang bị trên chiếc xe này.
thì chiếc xe này thì có tất cả các những chiếc xe em đang review lên thì đều có clip riêng từng xe. Nếu như anh chị quan tâm thì hãy gõ và theo dõi kênh của em Trường để em Trường sẽ cập nhật toàn bộ những chiếc xe đang có tại cửa hàng, từng video clip riêng để gửi tới quý anh chị quan tâm anh chị nhé. Mẫu SUV 7 chỗ gầm cao của nhà sản xuất Honda, đó là một chiếc xe Honda CR-V với năm sản xuất 2020 bản L-Sensing anh chị nhé. Xe lăn bánh được hơn 3 vạn km một chút, ngoại thất màu trắng và nội thất là màu đen, với km đã chạy chỉ hơn 3 vạn, vì vậy mọi cái còn rất là mới. Sơn zin còn gần như cả xe, lốp theo xe cả dàn dây bịch anh chị nhé. Thì chào bán bên em với mức giá chỉ loanh quanh nhô 800 một chút, và mời anh chị đi vào bên trong để trải nghiệm toàn bộ những mẫu xe đang được bày bán bên em. Toàn những chiếc xe chất lượng cao và siêu siêu lướt với mức giá rất là yêu thương trong thời điểm hiện tại anh chị nhé. Vẫn là Ford Everest nhưng chiếc này sản xuất 19, bản Titanium một cầu, xe lăn bánh 6 vạn km mang biển số tỉnh, ngoại thất màu đen và nội thất màu đen, đang chào bán bên em với mức giá chỉ hơn 800 một chút. Một chiếc xe rất là chất và rất là mới anh chị nhé. SUV 5 chỗ của nhà sản xuất Mazda, đó là một chiếc xe Mazda CX-5 với năm sản xuất 2018 bản 2.5 một cầu, ngoại thất màu xanh và nội thất màu đen. Một chiếc xe khá là mới với km đã chạy chỉ 5 vạn km anh chị nhà, mang biển số gốc Hà Nội, thì đang chào bán bên em với mức giá chỉ hơn 600 triệu anh chị nhá. Với chiếc xe đã độ lên được rất là nhiều những option như là màn hình giải trí, đã độ lên một màn hình Android và có đầy đủ cam 360, loa súp, nói chung là rất là nhiều những option đang được bày bán và đang được độ vào chiếc xe này anh chị nhá. Một chiếc 7 chỗ gầm cao của nhà sản xuất Hyundai, đó là Hyundai Santa Fe với sản xuất 21 nhưng mang form dáng của 22, xe lăn bánh đúng hơn 2 vạn km zin, còn nguyên lịch sử hãng và còn nguyên bảo hành hãng. Quý anh chị có thể rất là yên tâm để mua chiếc xe với lịch sử bảo dưỡng sửa chữa rất là đều đặn trong hãng anh chị nhé. Chiếc xe thì đang chào bán bên em với mức giá chỉ loanh quanh 1 tỷ quý anh chị nhé. Loanh quanh 1 tỷ quý anh chị có thể sở hữu chiếc xe này rồi. Với những chiếc xe gầm cao còn trong cửa hàng, mẫu Fortuner của nhà sản xuất Toyota, đó là một chiếc xe Fortuner bản Sportivo với năm sản xuất 2016, số tự động một cầu, ngoại thất màu trắng và nội thất là màu kem, xe lăn bánh chuẩn zin 13 vạn km anh chị nhé. Chào bán bên em với mức giá rất là tốt anh chị nhé, chưa đến 600 triệu, chỉ hơn 500 triệu thôi quý vị có thể sở hữu chiếc xe này rồi. Với phía sau em là một chiếc xe của nhà sản xuất Kia, đó là Kia Sorento với sản xuất 2019, bản này là bản thiếu anh chị nhá, bản Deluxe anh chị nhá. Ngoại thất màu trắng và nội thất là màu kem, thì chào bán chỉ hơn 600 triệu, sản xuất 19, một chiếc xe cũng khá là mới mà giá cũng khá là tốt cho một chiếc xe 7 chỗ gầm cao anh chị nhá, của nhà sản xuất Kia mà có năm sản xuất 2019 anh chị nhá. Và còn một chiếc nữa là một chiếc Hyundai Santa Fe với năm sản xuất 2020. Chiếc này là máy dầu anh chị nhá. Xe lăn bánh được 5 vạn km. Chào bán bên em với mức giá loanh quanh nhô 900 một chút anh chị nhá. Và chiếc bên cạnh thì là một chiếc Ford Everest với ngoại thất màu trắng và nội thất màu đen, sản xuất 22 mang form dáng của 23. Chiếc này thì chạy hơi nhiều anh chị nhá, chạy hơn 4 vạn km một chút. Thì đang chào bán bên em với mức giá chỉ loanh quanh nhô 1 tỷ 2 một chút thôi ạ. Thì anh chị có thể sở hữu chiếc xe với km zin và với bảo hành hãng còn nguyên. Và ngoài chiếc này thì bên em còn hai chiếc Explorer với năm sản xuất 2018 và 19. Một chiếc màu đen 2018, xe đã lăn bánh được hơn 5 vạn km, và một chiếc màu trắng 2019 cũng lăn bánh được hơn 5 vạn km. Chiếc 18 thì chào bán bên em với mức giá nhô tỷ 1, và còn chiếc 19 thì chào bán bên em với mức giá nhô tỷ 2. Nếu như quý vị và các anh chị có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với em Trường.
em Trường sẽ hỗ trợ tư vấn và giải đáp anh chị nha. Và còn rất là nhiều những mẫu xe đang trên đường cập bến Auto 62, thì nếu như quý anh chị quan tâm thì hãy theo dõi kênh của em Trường để em Trường sẽ cập nhật liên tục những mẫu xe mới về, anh chị có thể lựa chọn và alo cho em Trường sẽ gửi chi tiết từng chiếc xe mà quý anh chị cần anh chị nhé.